Chị Loan ơi, cậu tới đây làm cái gì? Nếu cậu tới xin cho thằng Long thì cậu đi về đi. Dạ, con tới báo tin á, thằng Long nó bị thằng Thắng đánh, bị thương nặng lắm. Nó bị thương hả? Bây giờ nó đang ở đâu? Dạ, nó đang nằm ở nhà con á. Con khuyên vô bệnh viện mà nó không nghe. Hay là dì tới, dì khuyên nó giùm con nha. Được rồi, giờ dì vô lấy túi xách đi liền nghe. Chờ dì dạ. Nghe. Trời ơi, Long ơi, con có sao không? Nó đang ở đâu? Đưa dì vô gặp nó mau lên. Long ơi, mẹ tới là con có sao không? Long ơi, con đâu rồi Long? Long, nó ở trong kìa dì. Sao không để nằm trong đây mà để nó nằm ở bển? Trời ơi, đối xử với con tôi vậy đó. Long, mẹ, con sao rồi hả? Con có sao không? Tụi nó đánh con chỗ nào nói mẹ nghe coi hả? Mẹ, trời ơi, con ơi, có sao không nói mẹ nghe coi? Con đau quá mẹ ơi. Đừng khóc nữa con, giờ mẹ đưa con đi bệnh viện liền nghe nha. Đừng có nằm đây nữa, đi đi với mẹ mau lên. Mẹ ơi, sao con ở đây đâu? Lỡ vô bệnh viện người ta kiểm tra phát hiện con bị thương nặng quá, đem con đi mổ xẻ, lỡ có gì rồi làm sao con có cơ hội hiếu thảo với mẹ? Mẹ ơi, tình ta đã cho trao người, ngổn ngang chua xót thương đời.